chị và các bạn có mặt trong đêm ca nhạc cho lưu tới hôm nay tại quán cà phê Mickey. Lời đầu tiên, Châu Quỳnh thay mặt ekip chương trình và chủ quán gửi lời chúc đến toàn thể quý vị, lời chúc mạnh khỏe qua lời chào nồng nhiệt nhất. Kính thưa quý vị, âm nhạc là món ăn tinh thần của mọi người chúng ta không thể thiếu được trong cuộc sống. Hiểu được vấn đề đó, chủ quán và ban nhạc đã kết nối với nhau để mở ra sân chơi lành mạnh. Quý vị đến đây cùng tham gia. Và bây giờ, chương trình đêm nhạc tới hôm nay xin được phép bắt đầu. Mở đầu cho chương trình đêm nhạc tới hôm nay là bài hát Nhớ qua giọng hát của anh Thanh Dũng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để mãi thương về cố hương xa vời, để nhớ mong ai mơ tràn dây. Mưa tuông trong tim xuống năm cây dài, từ hạt buồn đau tí tách hiền ngoài. Lệ đã âm thầm khóc đêm không để thiếu tư duyên thành mưa đá, cô đơn đêm khuya dưới cơn mưa cao. Lời hẹn đầu tiên mới như hôm nào, có giấc mơ về quê cũ thấy em xa cuộc thôn, đèn hắt hiu soi sáng cây cô đơn. Lệ khóc cho đầy nhớ thương, lệ ước duyên tình vắng thương bên ngoài gió mưa sao buồn vắng thương. Buồn chớm lên đây vương chân gian hồ, bờ mắt rêu xanh màu nhung nhớ. Còn tim tha hương tiếc tha mong một nhịp cầu duyên nối qua rồi
Yeah.